Mới bước vào đầu giờ chiều, những công nhân công ty thoát nước Hà Nội vẫn miệt mài với công việc của mình mặc dù trời oi nóng, trong khi nhiệt độ ngoài trời ghi nhận lên đến 50 độ C. Số quy là chúng tôi cũng nắng nóng, thứ nhất là làm từ lúc 1:30 đâm là cũng nắng nóng, cũng mệt mỏi. Nhưng mà thôi thì vì sức khỏe, nhưng mà vì cái miệng nó ăn thì và chân tay nó phải lao động thì này phải làm, thì chú quy là cũng không vấn đề gì cả. Hà Nội bước vào đợt nắng nóng cao điểm được gần một tuần nay, thời tiết nắng bủa vây tứ phía. Hơn ai hết, những người lao động ngoài trời là những người cảm nhận rõ nhất. Vì công việc đi làm vẫn nóng, đồng lương thì cũng không được cao lắm. Thời tiết đi làm này nóng, anh khó chịu lắm. Chia sẻ với công nhân làm việc trong thời tiết nắng nóng, nhiều đơn vị sử dụng lao động cũng linh hoạt, tạo điều kiện cho những người công nhân được nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe. Nắng nóng là cái việc không thể tránh khỏi, nhưng mà cái vấn đề là để mà kịp được cái tiến độ của công trình ấy, thì công ty cũng động viên anh em công nhân là cố gắng hết sức. Ngoài cái việc mà anh em công nhân làm việc nắng nóng ở ngoài công trường ấy, thì bên phía công ty chúng tôi ấy là có những cái chế độ giúp cho anh em công nhân nó bớt đi chút cái mệt nhọc. Thứ chúng tôi có bổ sung cho anh em công nhân, thứ nhất là nước uống trong công trường, và khi mà anh em có kiểu là có cái trạng thái mệt mỏi ấy, thì là cũng cho anh em nghỉ ngơi, tránh những trường hợp mà anh em tiếp xúc với ánh nắng quá là lâu, đấy sẽ xảy ra hiện tượng mệt mỏi và choáng. Thì ngoài ra đó thì cũng có những chế độ làm việc thêm cho anh em. Ví dụ khi mà anh em làm việc ngoài trời nắng nóng ấy, thì có cái chế độ nghỉ ngơi khác, hoặc là chia cho anh em làm theo ca. Ví dụ như là một người tránh làm việc quá lâu ngoài trời nắng, hoặc là có thể là tăng cường cái thời gian làm việc về đêm nhiều hơn thời gian làm việc ban ngày, để cho anh em làm việc vừa đảm bảo sức khỏe mà vừa hiệu quả của công trình, vẫn đạt tiến độ của công trình. Với những công nhân lao động ngoài trời, đó là đặc thù công việc của mình. Thế nên thi thoảng trong giờ nghỉ giải lao, nhiều người tranh thủ bóng mát chợp mắt vài phút, rồi lại tiếp tục công việc, mặc cho sự khắc nghiệt của thời tiết.